chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại là mình đang có mặt ở phố ẩm thực của thành phố Lạng Sơn đây. Đấy, đã rất lâu rồi mình không có dịp qua đây và chia sẻ cho anh em một chút ẩm thực của thành phố Lạng Sơn. Đấy, hôm nay là tiếp tục đưa anh em đến thăm hàng thịt chó của một chị rất là nổi tiếng ở khu ẩm thực này. Hiện tại trước mặt là các bạn đây. Vì hôm nay là ngày cuối tháng rồi cho nên là thịt chó trung tuyến, đặc sản thịt chó đây anh em ơi. Đấy. Thì qua đây và tiện thể sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em món thịt chó này và sẽ hỏi thăm giá cả của món thịt chó xem hiện tại là có thay đổi biến đổi gì không các bạn nhé. Vẫn là quán thịt chó của chị gái trung tuyến, đặc sản thịt chó 7 món đây. Vẫn là trên đường Bắc Sơn này. Đấy. Trời hôm nay rất là tối rồi. À không phải tối lắm mà bây giờ là tầm 5 giờ hơn. Trời cũng hơi tối tối. Cho nên là video sẽ không được sáng lắm, mời các bạn thông cảm. Hôm nay là ngày cuối tháng nha các bác nha. Cho nên là cuối tháng lại có thêm hai bác trai và bác gái ra hộ bán thì đó rất là đông. Đấy. Tiện thể thì đang ít khách thì sẽ hỏi thăm chị gái xem là hiện tại thịt chó của mình có biến động gì không nhá. chào hai bác nha và chào chị. Lâu lâu không qua đây, hôm nay lại qua đây chia sẻ cho mọi người món thịt chó chị nhá. Và tiện thể là chị cũng hỏi thăm xem là thịt chó mấy tháng nay không qua chia sẻ rồi có biến động gì không hả chị gái nhỉ? Thì vẫn cứ thế. Mình bán vẫn cứ ngày mấy con nhỉ chị nhỉ? Vâng. Đấy. Các bác nha, mặc dù là tình hình nó vẫn là rất là khó khăn rồi nhưng mà chị gái bán thịt chó vẫn là bình ổn giá thì tiện đây hỏi luôn. Đấy, chị gái cho em hỏi một số giá cả của từng loại em mà chị gái. Anh ơi, cái thịt hấp này thì là 300 một cân ạ. À thịt hấp. Thịt hấp của mình bây giờ vẫn 300 nghìn một cân. Vâng, bỏ hết xương rồi. Vâng. Nói chung là tình hình là không có gì thay đổi không chị? Vâng, đấy, thì chân chó vẫn 10 nghìn. Rồi chó vẫn là 150 một cân. Và rượu mận vẫn thế chị nhỉ? Rượu mận vẫn 250 một cân. Vẫn 250, coi như là không có gì biến đổi cho nên là giá cả vẫn vậy các bạn ạ. Các bạn đến với hàng thịt chó của chị là vẫn như vậy thôi, măng ăn 30 nghìn một bát hay là 40 nghìn một bát tùy các bạn. Đấy, rượu mận vẫn 25 nghìn một lạng. Cân thịt trước và nước sau. Đấy. Rồi vẫn là 150 nghìn. Chân to là vẫn là 25 một đôi, 25 một đôi chân to. Chân nhỏ là vẫn là 20. Ô, hôm nay là chị quay lòng chó này. Cú ở dày à? À cú ở dày à? Tim ấy. Rồi cú tim. Đấy. Đây các bạn thấy không? Thịt của chị hấp có nghi ngút trên mâm. Rất là ngon. Mọi khi là quán là bán ngày thường là không phải cuối tháng là không có hai bác ra hộ đâu. Hôm nay là ngày cuối tháng cho nên là có hai bác trai bác gái ra hộ bán thì đông khách hơn bác nhờ. Cứ 3 ngày cuối tháng bác nhờ. Cứ 3 ngày cuối tháng là đông khách hơn các bạn ạ. Đấy. Chị gái bán từ hôm mùng 3 rồi. Mùng 3 đầu tháng là bán rồi nhỉ bác nhờ. 3 đầu tháng là bán. Mùng 3 đầu tháng là bán rồi nên bạn nào thích ăn thịt chó là từ mùng 3 trở đi là các bạn có thể đến đây và ăn thịt chó, mua thịt chó của chị được rồi. Đấy. Đấy thì hôm nay qua đây chia sẻ thịt chó và mình cũng mua một chút về ăn thôi. Đấy và chia sẻ giá cả, hỏi giá cả cho các bạn biết để các bạn cập nhật thôi. Đấy, địa chỉ của chị đây đây. Trung tuyến đặc sản thịt chó 7 món đây. Đấy. Thôi, cảm ơn các bạn xem video, chỉ có 3 phút chia sẻ địa điểm và thịt chó của chị thôi nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ăn thịt chó qua để ủng hộ chị.